định là sẽ ho rất là nhiều áo quần. Và không phải là áo quần thông thường của mọi người. Ngày hôm nay thì em Phương sẽ ho rất là nhiều đồ gym. Bởi vì em Phương cũng muốn 2022 rồi, New Year. Chẳng lẽ New You thì cũng hơi boring ha. New Ho. Cũng muốn mọi người gọi là sao ta, có một chút cảm hứng luyện tập cho năm 2022. Rất là nhiều đồ ở đây, từ những thương hiệu ví dụ như là Nike này, Adidas này, xong rồi Phương có Gymshark nữa. Và Phương có những cái sợi dây nhảy rất là xịn. Anh Phương cũng có mấy cái gói đồ tập ship từ Trung Quốc vào đây, thì cũng thử cho mọi người xem trong video này luôn. Giới thiệu thì cũng đã xong rồi, bước tiếp theo chính là nằm ở mọi người. Hãy like video này dùm cho An Phương nhé. Trời, chưa gì mà đầu video vô mà cảm thấy mình như đi bán live stream tới nơi. Có một cái sự năng động hăng hái ở đây. Xin phép được khởi động cái hôm này bằng cái bộ đồ mà An Phương đang mặc. Nó cam quá đó mọi người. An Phương nhìn trong hình thấy mình thật sự nổi bật. Nhưng mà chính vì cái màu cam này nó quá là chóa cho nên da An Phương đen thui luôn. Đây là một cái collab giữa Adidas và Jeremy Scott. Anh có biết lại lên trong video của em không nào? Chất liệu của bộ này làm bằng nhung nha mọi người ơi. Bạn Phương quyết định là đầu năm mặc luôn cái bộ này đi cho nó cả năm nay nó rực lửa. Mình lấy ví một chút xíu. Đi cùng với đó là một chiếc bông tai hình trái tim, để cho một năm 2022 nó có nhiều cái sự ấm áp, cái sự yêu thương ở đây. Mọi người thấy Phương quá có tâm khi mà lựa đồ không ạ? Nếu mà có thì nhớ like video này. Bộ này thì anh Phương mua trên website của Adidas luôn và không có sale bộ này thì do nó limited edition. Nhưng mà nếu mà các bạn có quan tâm đồ tập Adidas thì mọi người nhớ là canh sale nha. Dạo gần đây thì anh Phương thấy mấy cái sale của mày điện tử á, sale nó quá trời nhiều luôn. Nhiều khi anh Phương cảm thấy là nếu mua đồ Adidas mà không phải là đồ sale thì cảm thấy nó hơi kỳ. Đó, thì anh Phương cũng có gọi là mua được một số những cái món đồ sale. Ví dụ như là chiếc quần này nè, xinh lắm mọi người, sale đâu đó chắc 200-300k hả? Này thì anh Phương mua để mà chạy bộ đi cùng với nó. Thì anh Phương có mua thêm một cái top màu cam này. Trời ơi, mình bị cái gì á. Ê, tụi tập quan Phương nổi lắm mọi người. Hết màu cam cho tới màu xanh chuối, cho tới màu xanh này cũng có, cái xong rồi màu đỏ cũng có. Hồi xưa thì anh Phương mua đồ đen nhiều hơn, nhưng mà dạo gần đây thì cũng cảm thấy là mặc đồ màu nó tạo cho mình nhiều cái không khí hơn á. Highly recommend mọi người, bởi vì cái phần pad ở trong này nè, cái miếng mút ngực á, nó không có bị chạy qua chạy lại như những thương hiệu khác. Bên cạnh cái áo tập vừa rồi thì anh Phương highly recommend mấy cái quần biker short này của Adidas mọi người. Mặc vào form nó rất là thích. Những quần basic thế này thôi nhưng mà thật sự là để kiếm được một cái quần với form đẹp mà nó không có bị lỏng lẻo phần bụng á, nó khá là khó. Dù ở trên này thì có hơi nhiều đường gân chỉ, em cũng thích mặc đồ tập mà không có nhiều đường gân hơn, bởi vì nhìn trong mình nó sẽ một cái cây á, người mình sẽ nhìn dài dài xuống xuống á. Em Phương có một cái với chiều dài là đâu đó nửa đùi, còn một cái còn lại thì em Phương chưa thử. Nó ngắn ngang cái bẹn thôi. Ê, nó không có ngắn lắm nha. Cái quần kia của em Phương mua thì nó dài tới đây, đéo mà. Ai mà sợ bị thấy cái vùng tam giác ở dưới thì cứ mặc quần đen là yên tâm nhất. Anh Phương có cái link nào thì anh Phương sẽ để dưới description box để các bạn có thể dễ dàng tìm mua. Em nhìn nhiều đích quá. Ê, cái quần là nhiều đích ha. Dạ. Tối qua tập tạ trước khi tập quay. Ở đây thì anh Phương còn một set nữa mọi người, cũng là cái chiếc áo tập và nó giống như áo tập của Cam lúc nãy và một cái quần ngắn. Đối với quần tập của Adidas thì anh Phương không thích mặc quần dài, bởi vì form quần dài của Adidas nó không có hợp với người của mình. Thường nó sẽ dài hơn chân của mình nè. Xong rồi trên quần nó có nhiều đường gân quá, nó không có tạo cho mình một cái cảm giác là chân của mình nó vút bay. Cho nên là với quần dài của Adidas thì em Phương recommend mọi người thử cái collection đồ mà dạng cái vải nó hơi nít như thế này, hơi kiểu vải dệt thế này, mặc vào thì nó sẽ đẹp hơn. Ok không mọi người? Em Phương rất là thích form cái quần này, mặc vào nó siêu ôm người của mình luôn, nó tạo cho người của mình nó rất là curvy. Nhưng cái độ dài của nó hơi có vấn đề nha, nó hơi bị dài quá so với cái eo của mình, cho nên là mặt nó sẽ hơi bị gấp gấp ở đây. Với cái chất liệu này thì em Phương thấy là form nó thường nhỏ, cho nên mặc vào thì nó hơi khó một chút xíu. Nhưng mà thiệt sự là một khi mặc vào rồi thì nó sẽ ôm vào thích người của bạn luôn. Em không có chắc lắm là sau khi giặt thì nó có bị giảo ra không, chứ mà đối với những cái bộ khác chất liệu này của Adidas, khi mà em Phương mặc thì em Phương thấy là nó sẽ giảo ra nha. Cho nên anh Phương lưu ý mọi người là nếu muốn bảo vệ đồ của mình thì hãy giặt tay chứ đừng giặt máy. Dù gì thì cái bộ này nó cũng khá là mắc á. Cả áo cả quần anh Phương mua xe là cũng 1 triệu mấy lận. Do cái chất liệu khá đặc biệt của nó cho nên là bên cạnh mua cái áo này, anh Phương có mua thêm một cái áo màu đen nữa. Thì tụi mình sẽ có Blackpink hoặc là tụi mình sẽ có khẩu cẩm pink. Tùy sự lựa chọn của các bạn. Rồi, một vài item cuối của Adidas, anh Phương có một cái bộ sweat này. Thấy sale thấy cũng rẻ cái mua chứ cũng không biết là mình có hay mặc hay không, nhưng mà cũng xinh. Đó, tự nhiên nó xuống là xong rồi. À, nãy giờ mặc mấy cái đồ mà nó kiểu thử tính á. Thế tự nhiên qua đây cứ thấy thứ nhất là lạnh quá, thứ hai là nó cứ hơi thô thô ấy vậy. Cái áo này á thì chắc là sẽ mang nè, chứ cái quần này thì hơi mặc cái áo bra bên trong nó ôm á, thế là nó ôm cái vú mình lại luôn. Em nó không còn một cái gì nữa mọi người.
100-200 hả? Rẻ, rẻ lắm. Mua trên Lazada á mọi người. Ê cái này nó hơi ghê đúng không? Form rất đẹp nha, form ôm rất ok nha, chất vải chắc chắn nha. Nhưng mà cái độ dài của cái này nè, nó phải dành cho những người nằm chân dài hơn tao nữa cơ. Với lại đầu gối đừng có bị đen, chứ nó không phải đang bị một khúc ở đây, cục ở đây, chứ thêm một cái cẳng ở dưới nữa. Có cherry rồi mà có thêm cái stripe. Em nhìn nó hơi chợ. Nhìn giống mấy cái mặt gạch lát lớn mở. Phòng ok. Nó nên ngắn hơn nữa. Nhưng mà hạ tiết thì phải coi lại. Bộ này tập Pilates đẹp. Đây là bộ cuối cùng của Alas mà anh Phương muốn khoe. Và so với cái bộ Freemation mà lúc nãy anh Phương có mặc cho mọi người á, thì chất vải nó mỏng hơn một chút xíu. Và cái form của nó cũng ngắn hơn nữa, cho nên nhìn nó vừa vặn với người của mình hơn. Đó là gì thì anh Phương đều thích hai cái bộ này. Phải giặt tay nha, chứ đừng giặt máy, không là nó sẽ bị nhão rất là dễ. Và đặc biệt nếu mà giặt máy á, thì cái phần mút ngực này nè, nó sẽ bị lộn trăm vòng ở trong đây. Và đối với những người mà lười chỉnh cái phần này của anh Phương rất là phiền, nên anh Phương muốn là thôi mình giặt tay thì mọi thứ nó sẽ phẳng thiêu hơn. Bộ này xinh ha. Ê, nhìn rất ghê luôn á. Bây giờ mình sẽ qua một thương hiệu khác đi. Đi biển đi chị, mà đi gặp shop. Mày giỡn hay quá vậy. Bây giờ thì anh Phương sẽ unbox những cái món anh Phương mua của Gymshark nha. Gymshark là một cái thương hiệu mà anh Phương thấy là kiểu fitness lover ai cũng mặc hết. Và ở Việt Nam thì nó hơi khó một chút xíu, nhưng mà anh Phương rất là may mắn đã tìm được một seller bán đồ Gymshark. Anh Phương thấy rất là uy tín, anh Phương sẽ để link Instagram của bạn, tên Instagram của bạn trên màn hình. Cái giá cũng hợp lý, ship thì hơi lâu chút xíu do tùy cái đợt ship của Gymshark. Về bạn lâu hay chậm thì bạn mới ship được về Việt Nam được. Nhưng mà cái đống này thì anh Phương chờ đâu đó khoảng 2-3 tuần. Anh Phương mua nhiều lắm mọi người ơi. Anh Phương mua áo thun tập nè. Mấy cái áo thun này á, trời ơi, sò chất vải nó thích lắm luôn á. Lúc đầu thì anh Phương chỉ là thôi mua áo thun đi, mặc cho nó cùng bộ cho vui. Nhưng mà thật sự là khi nhận được rồi thì anh Phương mới thấy là những cái vải này nè, mặc để tập nó rất là thoáng, rất là mát nha. Trông nó có vẻ rất là dày dẳng, rất là chắc chắn. Và khi mặc vào thì nó sẽ ngắn ngang cái phần đai áo tập của mình, rất là xinh, kiểu khoe được bụng. Cạnh đó thì anh Phương có mua được mấy cái áo tập basic này. Trời ơi, vải mềm lắm mọi người ơi. Màu đẹp, màu rất là đẹp luôn. Và đặc biệt á, đồ Gymshark mình có thể mix and match màu, nó rất là dễ chịu luôn. Bộ này có thể là một bộ rất là xinh, cái này đi với nhau cũng rất là xinh. Hoặc là mặc cái này với lại cái này nó cũng rất là xinh luôn. Đây là một cái điểm mạnh của đồ Gymshark, cho nên cảm thấy là mình mua một món chưa đủ đâu, mình phải mua nhiều món. Cái này á, bận với cái này nó cũng xinh. Nói chung là kiểu gì nó cũng xinh. Về sizing á thì anh Phương mặc size S chủ yếu nha. Nhưng mà khi mà hàng về rồi thì cũng hơi bất ngờ chút xíu. Bởi vì những cái top này anh Phương nghĩ là mình sẽ mặc vừa, hóa ra đặt size S lại hơi rộng. Cho nên là cũng có nhu cầu pass nó trong cái video này. Anh Phương sẽ chốt xem là pass item nào thì mình sẽ comment ở dưới phần comment nha, hoặc là anh Phương sẽ bán ở trên Instagram của mình để dễ review cho mọi người. Thì anh Phương mới ngồi lại và chia đồ của mình ra. Ở đây thì anh Phương có một cái chồng đồ basic với chất liệu vải thun nó rất là mềm luôn mọi người, rất là thích. Nó dành cho những cái bài tập, những cái buổi tập mà kiểu nhẹ nhàng. Bên cạnh đó thì anh Phương cũng có mua một vài item với chất liệu khác. Vải nó kiểu nít một chút xíu, nó sẽ kiểu nặng đô hơn mọi người. Cho nên các bạn cũng lưu ý khi mà mua đồ tập gym thì cũng xem là cái mức độ tập luyện mọi người đến đâu. Nếu mà các bạn tập kiểu nhẹ nhàng thì có thể chọn những cái chất liệu vải nó mỏng nhẹ mát thế này. Nhưng mà với những ai tập tạ nặng á, thì cũng nên chú ý chọn những cái quần chất liệu dài một chút xíu. Để mà lỡ mình có squat xuống á, thì nó cũng không có bị lộ cái phần da thịt ở phía trong. Hoặc là nếu mà các bạn có mặc quần lót mà kiểu hơi màu á, thì nó cũng sẽ không có bị lộ phía trong. Thì đây là cái tip của anh Phương, chứ không có phải là cứ đồ tập là sẽ dành cho tất cả bài tập đâu nha. Tùy vào cái bài tập các bạn là gì thì nhớ mua đồ với chất liệu vải phù hợp. Đấy mọi người, màu xinh ha. Ê, nãy giờ toàn cam với hồng không á. Năm mới hoan hỉ. Em Phương thấy là chất liệu vải rất là ổn luôn á. Cái quần này á, nó sẽ hơi lộ phần tam giác ở đây một chút xíu, nhưng mà được cái là nó nâng rất là ổn. Nhìn kỹ thì anh Phương thấy cái phần lót này nó hơi lộ, nhưng mà anh Phương vẫn rất là thích fit của bộ này. Nói thiệt đó là đi tập cái bộ này thì sẽ hơi ngại, đặc biệt nếu đến phòng gym mà có nhiều nam thì sẽ hơi ngại. Cho nên là anh Phương sẽ thường là mặc thêm những cái áo thế này. Hoặc là nếu mà ai ngại mà thấy cái phần tam giác này thì các bạn có thể mặc thêm cái áo thun nó to to, nó phủ luôn. Gì chứ mà anh Phương cảm thấy là cái chuyện mặc đồ tập mà lộ tam giác nó rất bình thường mọi người. Chỉ là lộ tới đâu, đã là cái chất liệu này rồi, đã là cái sáp người của mình rồi, mặc kiểu gì nó cũng bị lộ. Trừ khi là các bạn mặc quần màu tối thôi. Nhưng mà thiệt, mình đi tập mà, nó nên thoải mái thôi, cho nên là mọi thứ nó cũng nên, cũng có sự cởi mở hơn. Ở đây em thương thấy là như vậy. Dễ thương không vậy? Dễ thương. Nó quá là dễ thương đúng không mọi người? Đồ nó siêu mỏng, siêu nhẹ luôn. Mà thật sự là đối với cái top này thì em Phương có nhiều cái tương tự mà em Phương mua trên Lazada. Những cái top đó thì
em có thấy chất lượng rất là tốt, tầm 300k, nhưng mà với cái top này thì được cái là chất vải nó sẽ mềm hơn hẳn luôn nha mọi người ơi. Em Phương đang bận size S thì thấy là nó cũng được, có thể mặc cái S cũng ok luôn rồi. Thôi nếu mà thoải mái thì chắc là mặc S đi, trời thích cái chất liệu này lắm luôn á. Cái quần này nó hơi mỏng nhưng mà xinh. Quần này mặc với áo này em Phương thấy cũng rất là xinh luôn, phải công nhận. Đồ chim sót rất là dễ mix and match màu lại với nhau, và tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Nếu mà các bạn muốn kiểu quần ôm và nếu mà các bạn có mông á, thật sự là mặc những cái quần ngắn thế này nó sẽ cực kỳ đẹp luôn, do em Phương không có quá nhiều mông đâu, và cái chất liệu nó cũng hơi mỏng để mà nâng mông của mình lên đó, cho nên là em Phương sẽ prefer những cái dạng quần thoải mái thế này mặc trong nhà cũng được nữa. Em màu đất màu cái lỗ này ra cũng dễ thương nữa. Xinh quá mọi người ơi, combo màu này rất là đáng yêu luôn. Bạn Phương thấy là mặc quần dài vào đỡ bị lộ phần tam giác hơn là quần ngắn, chứ là do kiểu máy nó cũng khác á. Này không biết là mọi người có thấy là Phương mặc cái này nó bị rộng không? Em Phương có mua một chiếc này nữa màu trắng. Cái quần tập dưới rất là đáng để mua nha. Đúng rồi. Ờ nó cũng quá mông nữa. Hiện tại thì em Phương đang không có mặc cái quần lót không có viền. Mọi người ơi, nếu mà các bạn muốn mặc kiểu đồ tập này mà không có lộ quần lót thì em Phương cũng recommend với mọi người quần lót không viền của Uniqlo nha. Quần này 150k, chỉ cần vào Uniqlo là có thể dễ dàng tìm thấy. Nhưng mà em Phương cảm thấy là cái quần này mặc đẹp nhất trong một tháng đầu thôi, những cái tháng sau khi mình giặt nhiều nó sẽ bị giảo. Bộ đồ tiếp theo, một chất vải khác cũng đem luôn cái vibe, nó cũng khác luôn cái vibe này trong mình lịch sĩ hơn chút, thể hình hơn chút mọi người, thì nó ôm người của mình hơn. Nếu mà em Phương swap với cái quần này thì em Phương thấy không có sự chắc chắn ở đây, do cái vải nó cũng khá là dày và ok, nó chứ lộn hơn. Kiểu vải này tập nặng ok nè. Mọi người bỏ qua cái phần quần lót mà Phương đang mặc chưa đúng, nhưng mà các bạn thấy không, ở trên cái quần này á là nó có mấy cái đường vân nè, như vậy nè. Đó, thì nó sẽ tạo cảm giác là mình có đít. Nói thiệt là khi mặc quần này thì Phương không thấy mông của mình to được như mình tưởng. Chắc là do cái màu này nó cũng tối cho nên là nó sẽ không có tô mông. Nếu mà ai muốn tạo cảm giác là mông mình to thì mọi người nhớ chọn mấy quần màu sáng sáng á, chú ý cái phần quần lót cho nó đúng nữa thì lên hình mông sẽ rất là to. Chứ những cái quần màu tối thì nó kiểu an toàn nhưng mà nó sẽ không tạo được cái hiệu ứng mông to, trừ khi mà mông các bạn thực sự to. Nhưng mông em Phương thì to bình thường thôi. Sao? Ủa dễ thương vậy? Dạ dễ thương. Cái bộ này là một bộ signature của Gymshark. Bạn Phương sau khi mặc vào thì thấy là mọi người rất là nên mua nha. Bởi vì cái vải là chắc chắn nó cũng không có bị kiểu quá là nặng nề, nó ôm người của mình cũng ok. Quần cắt ở một cái độ dài mà em Phương thấy là hợp lý. Màu sắc thì tươi tắn nhưng cũng không bị gọi là quá nổi bật. Bộ này mặc vô không có khó nha mọi người. Nhưng mấy cái đồ Gymshark thì có một cái điểm rất là xịn là mặc vào nó không khó. Em Phương thấy mọi thứ đối với cái bộ này nó rất là vừa vặn. Nó có phiên bản quần ngắn nha, mà thôi em Phương mặc quần dài đi. Đó, các bạn có thể consider bộ này, rất là đáng để mua luôn. Em Phương mua một cái short và một cái áo dù này để mà chạy. Vì chứ mà em Phương thấy mua màu trắng để chạy thì nó hơi nguy hiểm chứ nó bị dơ. Nhưng mà em Phương mua cái bộ đồ này trong cái tâm thế là mình sẽ chụp hình, cho nên là em Phương chọn màu trắng. Vải trong nó cũng rất là nhẹ nhàng, phải công nhận đồ Gymshark nó rất là nhẹ đúng mọi người. Hơi đắt cho nên là nhớ canh mua sale bộ đồ đô nhất trong số đống đồ Gymshark mà em Phương mua, các bạn có thấy không ạ? Nó tạo một cái vibe, nó rất thể hình. Cậu bé cá mập. Có bộ phim của bé cá mập với cô bé là bé. Cái áo là nó siêu siêu chắc chắn luôn á. Và quần thì... Mày nghe cái này nhìn cái vải nó hơi bóng bóng, nhìn nó căng luôn á. Hay quá, chị thích em quá Diệp ơi. Cái này chị dán bóng qua đây cho mọi người thấy cái đằng sau. Ồ, ê chị còn không thấy, lúc mua chị còn không thấy. Bộ này khá là chiến nha. Và nó tạo cảm giác là vững chãi, support vú mình nhất, chắc chắn nhất từ nãy đến giờ. Trời, cái bộ này mà tập tạ thì very ok la nha. Chưa quá. Wow. Sao vậy mọi người? Wow. Wow không? Wow. Wow. Trời ơi, đó mọi người, cái bộ này em Phương mua có thương hiệu gì? Chắc các bạn sẽ không bao giờ ngờ được đâu. Đó chính là Zara nha mọi người. Ê Zara lâu lâu. Còn mấy cái đồ đó rất là ngu ngốc, bạn Phương mua sale cái này chắc là phải nửa năm, gần năm trước rồi. Mà em Phương có bây giờ mặc đâu, mà giờ này em Phương tập Pilates thì thấy là cô giáo cũng hay mặc cái bộ kiểu như thế này nè. Thì cũng muốn thử trong video này cho mọi người xem và cho chính em Phương xem là mình mặc cái này nó có ra gì không. Nó hơi hở trên này. Cho nên thật sự không, em Phương nghĩ là mình chỉ cần tập vài động tác thôi là vú quen Phương đó. Toạt ra thiệt. Em Phương cũng có mua được một vài item của Body. Đây là một cái line đồ tập và đồ lót của Cotton On đó mọi người. Mấy cái món này em Phương mua xé rất là rẻ nha. Ví dụ cái quần này nè, mua ở trên ACFC mà outlet á, ở trên mạng á. Cái quần này từ 429.000, em Phương nhớ em Phương mua có 150.000 à. Mà em không có mặc thử rồi, mặc rất là ok nha. Cái bộ này thì em Phương mua không có sale nè, nhưng mà chắc chắn kiểu gì nó cũng sẽ sale thôi mọi người. Em Phương mua xé thì thấy nó hơi rộng chút xíu, nhưng mà
tính ra bộ này so với mấy cái bộ mà em không mua nó có một cái vibe nó nữ tính hơn, nó girly hơn do cái họa tiết hai nhí nè, rất là xinh nha. Tập yoga với cái này thì Phương thấy nó khá là đáng yêu. Chắc phải thì Phương thấy nó cũng chắc chắn là quan trọng là nó cũng rẻ mọi người. Nó có cái chỗ này nè mọi người. Tao mua gì cái chỗ này. Bởi vì cảm thấy nếu mà có đựng điện thoại hay gì đó cũng tiện. Hay gì mình thử đựng cái được đó, cũng vô nè. Đúng không? Phía xong rồi hình như là ở phía sau này nè. Để có một cái đai nữa nha. Nè. Ủa? Để chắc được điện thoại hoặc là chìa khóa. Bộ đàm. Em ngã là nãy giờ má. Mở đồ bên chi nha. Thương hiệu này thì em không thấy là đồ tập nó rất là đẹp. Mấy cái top mặc cùng với đồ tập cũng rất là xinh luôn. An Phương mua cái này mặc cùng với cái quần nè. Đây là một thương hiệu bán đồ tập mà Phương thấy rất là nữ tính, rất là phù hợp cho những bạn nào mà kiểu muốn đường cong á thì recommend thương hiệu Born Tee. Xinh đúng không ạ? Ai mà có vú nữa thì nó pop ra vậy đúng không ạ? Nó vậy đúng không? Thì nó quá trời đúng không? Chắc là đẹp dữ á. Chỉ là Phương không có vú thì thôi, Phương độn. Nhưng mà hiện tại là cái độn nó đang hơi bị méo méo nha. Nó không có tròn. Hay là mình tháo cái độn ra cho coi có thấy đầu vú không? Có vậy cũng thấy. Vẫn thấy đầu vú. Nhưng mà tại vì cái vải này nó gân gân nên là hiện tại cảm giác không có bị chứ cái này nó đang bị nhăn như thế này nè. Hoặc là mình mua một cái độ khác. Cái quần này mặc đích tròn ha. Dạ. Em muốn luôn á mọi người. Vải quá là dày dặn quá. Trời ơi. Mặc dù là thấy một bờ đích. Wow. Thiệt á, lần đầu tiên tôi thấy đồ tập mà nó kiểu chiến. Đúng rồi, nó kiểu. Lúc đầu á, xem trên mạng cứ tưởng là đây là thương hiệu mặc vô cho đẹp, cho vui chơi thôi. Chứ mà đến khi sờ vải mọi người, rất là dày luôn á. Kê nha, chất lượng nha. Cái quần này thì có cái phần ruche ở phía sau. Wow. Trời ơi. Một rừng mọi người ơi. Nó chỉ thành hai bờ. Tôi không có bị gom lại. Đẹp ha. Cái đẹp thật sự luôn á. Cái trên nhìn chị kiểu không có bị đô á. Đúng, nhìn rất là nữ tính. Đây là một thương hiệu đồ tập rất là nữ tính luôn. Ok quá à. Trời ưng quá tụi bay. Ưng hơn đồ chim sát. Nhưng mà không biết là thấm hút mồ hôi như thế nào. Nhìn người nhỏ lại sao mình á. Tại cái chân. Đúng rồi. Đúng rồi em ơi, em nói nữa đi. Đẹp quá luôn. Ở trên là một cái nơ, mày sau cũng là một đường. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà quà. Đúng rồi. Mình đi tập là không chỉ là đẹp cho mình, mà là đẹp cho đời. Đúng rồi. Mình đổi màu đi mọi người. Đồ chim sót nãy và đồ Bounty này thì Phương đều order chung một chỗ nha. Và đều ship từ bên Anh về. Màu này dễ thương quá à. Vải này sẽ hơi khác chút xíu. Trời ơi. Nó sẽ hơi lộ quần lót mọi người, bỏ qua nha. Nhưng mà đây. Ôi là trời. Ôi là trời. Ê, nó chịu lắm luôn. Nó kêu nhìn đi, nó biết mày có mày nhìn đi. Ê, nó nhiều lắm luôn á. Nó còn kiểu cái quần hào quay. Mà nó lại không có tạo cảm giác gì phản cảm lắm. Thế là nó rất là đẹp. Đúng, gì với mày mấy cái rút này á. Mua không khéo là dễ bị phản cảm lắm luôn á. Đẹp quá mọi người ơi, nè. Đây là cái top ở phía trên này, nó đang hơi lộ cái sau. Cái pack với cả là do chị mua size XS. Nãy giờ đồ Gymshark thì anh Phương mua size S, còn Born Tee anh Phương mua XS nha. Bởi vì bé bán hàng có nói anh Phương là Born Tee nó hơi rộng á, cho nên là mua đi nhỏ một size cho nó ôm. Thì anh Phương thấy nãy giờ đồ rất là ok. Này đằng sau cũng không có bị bó, nó không bị đùn. Anh Phương thích cái top mà dạng áo yếm này nè, cho nên là anh Phương có mua hai bộ. Một bộ màu cam với quần dài, một bộ màu hồng y chang luôn với quần ngắn nha. Sao vậy? Cam hồng thì cũng xinh mà. Đây là signature của Born Tee nha. Nó đều có cái rouge này. Ôi trời ơi, đích nhiều không nhờ mặc cái bộ này. Vậy thì sợ luôn. Tại vì có cái nào đã không đích nhiều. Mặc cái màu này thường là sẽ rất là dễ bị lộ khuyết điểm nha. Nhưng mà trộn vía là do cái chất vải này nó ôm quá luôn á. Độ dài nó cũng ok hơn là cái quần hồng hồi nãy. Quần cam hồi nãy mới đúng chứ. Cái quần này mọi người thì em Phương mua cái dòng petite nha. Nó sẽ ngắn hơn so với cái legging thường của thương hiệu này gì chứ mà rõ ràng thương hiệu cho tây mà, cho nên là các bạn tây cao lắm á, mặc quần size legging bình thường với bạn thì mình sẽ bị dài. Cho nên mọi người nhớ lưu ý là nếu mà có mua quần của Born Tee thì nhớ kiểu mua petite. Phần chiều ngang nó sẽ không có khác đâu, chỉ là chiều dài thì nó sẽ ngắn chút xíu. Đây mọi người ơi, quay với các bạn, em cũng có mua được miếng sợi dây nhảy nè. Đây là của thương hiệu Rush Athletics. Em Phương đã research và ngắm nghía thương hiệu này, những cái sợi dây của thương hiệu này từ cái đợt dịch rồi, nhưng mãi bây giờ em Phương mới quyết định đầu tư hai cái sợi dây này về Việt Nam. Ở đâu đó khoảng
1,000,000 mỗi sợi dây với những thiết kế khác nhau, nó sẽ đem đến cái trải nghiệm nhảy khác nhau. Ví dụ như là cái sợi bít này, mọi người, cái sợi hàng này nè, thì nó sẽ giúp mình làm trick dễ hơn bởi vì nó rất là trầm, dễ để mình thực hiện những cái động tác giữa chừng khi mà đang nhảy dây. Còn đối với cái sợi màu hồng này mọi người, thì nó sẽ phù hợp để mình kiểu speed, mình nhảy dây nhanh để mà gọi là đốt mỡ. Thì tùy vào cái mục đích nhảy dây các bạn là gì thì mọi người hãy mua dây phù hợp. Em luôn thấy là có những cái dây mà có tạ luôn nha, nó là một cái sợi dây nặng luôn á, thì những cái dây đó thì nó sẽ giúp cho mình tăng cái sức bền của mình nó hiệu quả hơn. Nhưng mà đối với em Phương, tập dây nặng nó hơi mệt, nó bị hơi quá sức với mình, cho nên thôi em Phương stick với lại hai sợi dây này. Em Phương có một vài item của Nike chắc là cũng khoe với mọi người luôn. Em Phương rất là thích mặc đồ tập của Nike, đặc biệt là mấy cái quần kiểu yoga của Nike á, nó rất là ít những cái đường hằn ở trên quần, cho nên là mặc vào chân của mình nó kiểu vuông vút rất là dài. Và em Phương cảm thấy là chất lượng vải của Nike rất là tốt, mình giặt nhiều lần á thì nó cũng không có bị nhão hay là gì hết. Em Phương á thì thường mua đồ Nike trên website chính hãng nha, các bạn có thể mua tại ACFC ở Việt Nam á cũng ok, nhưng mà em Phương thấy là mua chính hãng Nike mà ship từ Sing về á thì sẽ cho mình nhiều cái sự lựa chọn hơn. Em Phương thấy là nó cũng hay sale nữa. Nếu mà để được free shipping thì mọi người sẽ mua đâu đó là khoảng 5,000,000 thì phải, do em Phương thường gom một lần em Phương mua trên 5,000,000 á, cho nên lúc nào cũng được free ship và ship DHL về chắc là có 5-7 ngày thôi, rất là tiện. Anh Phương và Nam cũng thường hay kem giày đó nữa, mấy cái đôi giày mà kiểu Kondo nè, xong rồi mấy cái đôi mà kiểu Air Force mà hơi limited chút xíu á thì tụi mình đều kem ở trên website chính hãng của Nike. Anh Phương có mua thêm một cái quần ngắn thế này nữa. Anh Phương rất là thích mặc quần ngắn khi tập bởi vì nó mát á, nó dễ cởi ra cởi vào. Và rất là thích cái đai Nike Pro này, nó tạo cho mình cảm giác rất là pro khi mà tập, rất là thích cái fit của cái quần này nữa. Có mấy cái áo tập nè, trời tính ra Phương thích cái áo lắm nhưng mà size S vậy mà hơi nhỏ nha, cho nên là ai mà có thích cái áo gì em Phương thì nhớ size up một size, đặc biệt là trong mấy cái áo lót của Nike, mấy áo tập á, nó có hai cái miếng mút này nè, nó không chơi cái mút hệ hai cái miếng tách rời. Nếu mà các bạn không thích cái miếng này thì có thể tháo ra, xong rồi cần thì cần nhét vào. Do cái miếng này nó to cho nên là nó sẽ luôn luôn giữ cố định cái vú của mình, nó không có bị kiểu xê xích gì hết, nên cảm giác support cái ngực của mình rất là tốt. Quần vải thun truyền thống của Nike rất là xịn, mà quần vải hơi dệt dệt của Nike cũng rất là xịn nha. Đây là cái bộ mà em Phương có mặc trong cái hình mà em Phương tập Pilates á. Em Phương mua cái áo trước thì xong rồi thấy cái chất liệu áo thích quá, mặc vô nó kiểu nó ôm mà nó cũng không có bị quá là chật, và nó cũng có một cái sự mềm mỏng. Mà đây do dù gì đi cũng là quần yoga, áo yoga, cho nên em Phương có mua thử cái quần. Quần này khá là mắc nha, khoảng 2,000,000 một cái quần này lận, nhưng mà em Phương cảm thấy là đắt sắt ra miếng bởi vì đã giặt qua rất là nhiều nước rồi. Nhưng mọi người thấy không, nó vẫn giữ được một cái độ chắc chắn của nó không có bị giảo ra, và quần design nó cũng rất là tôn cái dáng của mình. Ở đây thì em Phương cũng có một cái bộ khác nè, đó, Nike yoga đi cùng với cái áo như thế này. Những thiết kế của Nike thì nó khá là basic thôi, nhưng mà em cũng cảm thấy nó có một cái sự balance ở đây giữa đồ tập chiến và đồ kiểu đẹp đẹp với mọi người. Trời ơi, có mua được mấy cái vớ của Nike cũng xin nữa. Vớ của Nike cũng là xuất sắc nha. Em cũng có mua được cái cặp vớ tie-dye này. Bây giờ tụi mình sẽ thử qua đồ của Lazada. Đây mới là phần thú vị nè mọi người ơi. Em Phương chưa có mở ra, em Phương để dành quay first impression cho các bạn luôn. Thương hiệu mà em Phương lựa chọn trên Lazada là Ozan Citrine. Thường khi mà mua đồ kiểu tập Trung Quốc này thì em Phương hay mua Moving Pitch. Giá của một cái bộ đồ tập khoảng đó 400k mà rất là ok luôn. Vậy em Phương thử đổi thương hiệu xem nó như thế nào. Do em Phương nghĩ là đa số nó từ cùng một xưởng Trung Quốc thôi mọi người, chỉ là thay đổi thương hiệu thôi. Chị em Phương có mua từ Ozan Citrine. Ồ, cái màu nâu này xinh quá ha. Ê, tụi bay ơi. Mạch máu trong tim. Cũng đẹp á. Cũng vui vui lạ lạ đó. Nè mọi người, không hề thấy tam giác hả? Đúng. Đích nè. Trời ơi. Trời ơi, ở trước là nơ, ở sau cũng làm nơ. Ủa, cũng ok quá nè. Mà nhìn nó cũng không có bị mập. Nhìn 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 thằng tao, áo không có bị. Mặc cái này vô có một cái vai đi dạy học. Để lên. Bộ này ok nha. Một cái áo, một cái quần chắc 400k hả? À. Đồ nó ôm người mình điều rất đẹp. Là vừa vặn, rất là điệu đà. Đẹp nha. Đó, đây là kiểu áo tập chị rất là thích khi mua trên Lazada. Highly recommend mọi người mua cái dạng áo tập này. Nó vừa ít cái đường line mà nó lại ôm mình rất là đẹp luôn. Không có gì để chê cả. Em Phương đã có rất là nhiều phiên bản quần này dài hơn, mà lần này thì em Phương mua cái dạng ngắn hơn chút xíu để tạo cảm giác thoải mái. Mặc cái bộ này thì nó đúng là kiểu nữ tính nhẹ nhàng. Em Phương đã giặt rất là nhiều bộ đồ kiểu như này rồi, vải là ok nha mọi người, nó không có vấn đề gì hết, cho nên sẽ để link. Chỉ biết là nói vậy thôi. Màu nâu là màu nâu mà em Phương chưa có bao giờ trong cái đống đồ tập của mình. Cái quần này mặc kiểu hơi mệt, cái vải của nó hơi cứng, cảm thấy hơi khó khăn khi kéo lên. Nó không có dừa, cái chất liệu này thì cũng bình thường,
cũng không có gì mọi người ơi. Đằng sau đúng kiểu cái nước của cái đúng không? Nhìn nhưng mà nhìn nó lại hơi sâu thịt hơn cái kia. Cái kia nó có cái đường cong ở dưới, nước bở cái nước lên cái, ừ. Cái này thì không có. Thôi quần dưới này đừng môi mọi người. Đạo giác quá. Anh muốn đạo mắm tôm. Em màu này hơi mắm tôm à. Cái form này nó cũng không đến nỗi tệ nha. Không bị lộ quá. Đúng. Nhưng mà nó bị nổ, nó bị xu. Cái đằng sau không đẹp lắm. Đúng không? Đằng sau này bộ này á dễ là bụng dưới lắm nha. Nè mọi người, em Phương không có nhiều bụng dưới mà cũng đã thấy được là cái này nó không có được tôn cái phần bụng mình lắm vì nó không có đủ ôm ở đây á. Mặc mấy cái bộ này khó đi tè lắm. Đúng nha. Đúng. Đúng là như vậy. Ai mà thon thon á. Ai cỡ mấy tám cho tên mặt. Mấy bảy giá lên xong rồi lưng phải mỏng mỏng chút nữa thì sẽ đẹp hơn lưng của mình, tức là hơi dài. Ở phần cuối của video này thì anh Phương sẽ share lại cho bạn của mình, đó là The Fit Collective Studio. Bạn của anh Phương thì cũng bán đồ tập cho mọi người. Và những cái bộ tập bạn Phương bán nó khá bay sức như thế này, rất là xinh luôn. Bộ đồ tập rất là xinh luôn và anh Phương mặc bộ này đi vuốt cột á mọi người. Màu cũng dễ thương nữa. Đây tính ra là anh Phương đang mặc mix giữa hai bộ với nhau á. Cái áo xanh này có quần xanh đi kèm nha. Và cái quần xanh dưới cũng vậy. Chỉ là mình muốn nó vui vẻ hơn thì mình mix với nhau. Do cái wash của nó cũng khá là giống nhau á. Anh Phương sẽ để tên Instagram và link shop với tất cả mọi thứ của bạn mình ở dưới cái phần mô tả cũng như trên màn hình này nữa. Các bạn nhớ là hãy ủng hộ cho bạn của anh Phương nha. Mấy cái bộ này thì đâu đó là cũng khoảng 400-500k. Chứ mà bộ anh Phương thấy giá là hợp lý và ship rất là nhanh nữa. Chứ đôi giày cuối cùng nha, anh Phương mua hai đôi lận á. Nhưng mà thôi, anh Phương khoe một đôi cho video này thôi. Bởi vì đôi thứ hai nó cũng giống vậy, màu xanh chuối. Anh Phương rất là thích giày tập của Ultra Boost nha mọi người. Anh Phương mua sale Lazada, giá của cái đôi này là khoảng 4.5 triệu á. Anh Phương mua có giá có 1.2 triệu à. Cái đợt đó Lazada rẻ thối luôn á, đúng không? Mua 3 giảm 50% trên giá đã giảm, cho nên thật sự có được mấy cái đôi này vui lắm mọi người. Anh Phương chọn colorway màu xám với màu hồng cho nó dễ phối đồ, với trong nó cũng xinh nữa. Giày Ultra Boost anh Phương có tới mấy đôi rồi, bạn Phương thường mang màu trắng. Cái boost này nha mọi người, cái công nghệ boost thế này thật sự nó khiến cho những cái chuyển động của mình nó rất là êm chân luôn á. Đôi giày này tập cũng được mà chạy cũng được, bởi vì cái đế nó khá là bám, cho nên để mà chọn một đôi giày mà tập mà xịn nhất thì anh Phương sẽ recommend Ultra Boost này cùng với lại đôi Reebok Nano X1, cũng là một cái đôi rất là hay ho để mọi người có thể trải nghiệm nếu mà các bạn muốn tập gym mà kiểu làm được nhiều thứ trong một đôi giày á, thì đó là hai đôi mẹ Phương sẽ recommend. Và đó là haul của anh Phương. Mong mọi người thích haul của anh Phương gì chứ mẹ Phương rất là tự tin vào những cái haul của mình nha, bởi vì anh Phương vừa đến chất lượng vừa đến số lượng. Và tất cả mọi thông tin thì Phương sẽ để link ở dưới cho những ai quan tâm. Nếu mà các bạn muốn anh Phương làm đôi haul gì thì nhớ comment nha. Anh Phương ít khi làm haul lắm, một khi đã làm haul thì phải là nhiều mới chịu, cho nên để anh Phương nhận request của mọi người xong rồi mình sẽ phong gom lại làm cái haul đó hay ho cho tầm tháng 4, tháng 5, hoặc là ai biết được là sau video này Phương lại haul tiếp sao. Thôi được rồi, hẹn gặp mọi người ở video sau. Nhớ lại la cho anh Phương nhé. Các xong rồi comment liên lệ. See you. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Tạm biệt. Đẹp quá các em.